Đây là hình ảnh cận cảnh một số trụ cầu trung hạ ở thời điểm hiện tại. Phía dưới trụ T11 và T12 của cây cầu giờ đã trơ xương cá. Các cọc móng có tổng chiều dài khoảng 13 mét, vốn được thiết kế chôn sâu dưới lòng sông, nhưng hiện tại một nửa đã nổi lên trên mặt nước. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, thực tế chân cầu như vậy có thể làm suy giảm khả năng chịu lực và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình cầu. Lực lượng chức năng đã phân thành 3 ca trực 24/24 tại hai đầu cầu để cảnh báo đối với các phương tiện 30 và hai xe hành khách 29 chỗ trở lên để đảm bảo an toàn của cầu. Không chỉ có hai tổ chốt chặn hai đầu cầu dọc trên tuyến đường quốc lộ 32, những tấm biển cảnh báo sự cố cầu Trung Hà như thế này cũng được dựng lên để các phương tiện xe tải và xe khách chủ động thay đổi lộ trình. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết các đơn vị liên quan đang khảo sát để lên phương án sửa chữa. Tình trạng cầu Trung Hà xuống cấp với những nguy cơ mất an toàn là điều thực tế mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng nguyên nhân do đâu? Do chất lượng công trình hay do tác động bởi dòng chảy tự nhiên thì cần phải có nghiên cứu đánh giá mới có thể kết luận được. Nhưng với thực tế những gì đã diễn ra cho thấy, tình trạng thay đổi dòng chảy, sói lở dòng sông đã diễn ra với tốc độ nhanh như thế nào? Trước đây thì là cái bên này nó là cái bãi bồi. Thì bây giờ cái dòng sông do theo thời gian nó dòng sông nó thay đổi dòng chảy nó sang bên này nên là nó bị hở móng cột ngày xưa ấy. Nên bây giờ nó bị hở ra như thế cho nên là bây giờ nước nó cạn, nó sâu nên là nó bị cái hiện tượng như thế. Những ngày qua hiện mực nước sông Đà chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ xuống thấp kỷ lục trong vòng hàng chục năm qua, khiến tình trạng sói lở ở chân cầu Trung Hà càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Hiện tượng bong vỡ cả mảng bê tông ở trụ cầu phía bên kia cũng đã xảy ra. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng vốn dĩ là lòng sông Đà. Thời điểm cách đây 20 năm trước, khi mà vận hành đưa vào sử dụng cây cầu này, thì mực nước chắc chắn sẽ vượt quá mố cầu ở phía trên kia. Nhưng thực tế đến nay thì như thế này. Nếu coi cây cầu là chứng nhân của thời gian, thì mới thấy sự biến đổi của dòng chảy tự nhiên tác động mạnh mẽ như thế nào tới con người. Chắc chắn rằng hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở một cây cầu, mà khi dòng chảy thay đổi, sẽ khiến giao thông thủy tê liệt, cùng sinh kế, hoạt động canh tác của hàng ngàn hộ dân vùng hạ lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.